Thưa cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, sau đây tôi cũng xin được mạo muội nói đôi lời về cái phương pháp học thuộc lòng kinh Địa Tạng Bồ Tát quyển thượng của tôi. Cái điều thứ nhất hết sức quan trọng đó là chúng ta phải thành tâm và có ý thức tốt trong việc học thuộc lòng kinh Địa Tạng Bồ Tát. Điều thứ hai đó là chúng ta phải chọn cái thời gian sao cho bản thân mình cảm thấy là thoải mái nhất, không bị chi phối bởi một cái công việc gì. Thứ ba đó là chúng ta phải học từng đoạn nhỏ, rồi sau đó chúng ta mới ghép lại thành một cái đoạn lớn, một cái đoạn dài. Cái điều thứ tư đó là trong quá trình học á, thì chúng ta phải toàn tâm toàn ý, và tôi lại phải nghĩ đến cái bối cảnh của từng cái đoạn kinh như vậy, bối cảnh của từng phẩm mà đã diễn ra ở trong quá khứ, đã diễn ra ở tiền kiếp nào đó thì mình không biết, nhưng mà tôi lại nghĩ về cái điều đó. Cho nên á, với cái bối cảnh như vậy thì tôi thấy mình nhập tâm vào, mình dễ thuộc. Đó là nói về cái phương pháp học. Còn nói về cái thời gian học thuộc lòng cái quyển thượng của kinh Địa Tạng Bồ Tát, thì tôi cũng là một người làm việc, cho nên là thời gian nó cũng không có nhiều. Tôi không có đọc thuộc lòng ngày kia qua ngày nọ, mà tôi những cái giờ nào mà tôi thấy thoải mái, những giờ nào mà không còn công việc, sắp xếp công việc xong xuôi rồi tôi mới ngồi và tôi đọc. Cho nên cái thời gian mà tôi đọc thuộc lòng cái kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Thượng này thì nếu mà gom lại thì chắc khoảng 4 tuần. Gom lại thì không, chắc khoảng 3 tuần thôi. Gom lại thời gian chắc khoảng 3 tuần là tôi thuộc cái quyển thượng của kinh Địa Tạng Bồ Tát. Thì đó là tôi xin mạo muội nói về một số cái phương pháp học thuộc lòng kinh Địa Tạng Bồ Tát, cũng như là cái thời gian học thuộc lòng quyển thượng kinh Địa Tạng Bồ Tát của bản thân tôi. Thì cuối cùng xin kính chúc cộng đồng sức khỏe, bình an. Cảm ơn cộng đồng đã chú ý lắng nghe. Ha ha ha,